Nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt, người vì anh cố lưu duyên chỉ toàn nhận lấy ưu phiền. Chỉ vì anh vô tâm một điều đơn giản lắm, chăm lo em anh cũng không trọn vẹn. Chẳng ngờ người đến sau hiểu rằng anh đã sai nên làm điều ngược lại. Ngày trôi mưa thấm nhìn nhau lạ lắm, em yêu ai rồi? Buồn nơi đau hơn dày vò cô đơn, từng dòng tin đến vô tận cho ai vẫn thấy im lặng. Nhận ra sao tất cả mọi lần anh vấp ngã không đau bằng như lúc này. Nhìn mưa anh thậm sâu ngoài trời mưa rất lâu, chỉ biết tự trách mình lạc mất em. Anh mới biết toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Và lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị các bạn đang xem video một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Hôm nay em Lợi lại tiếp tục review giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị các bạn đang xem video sản phẩm mà bên em Lợi vừa mới nhập về, đó là chiếc Ford Everest sản xuất năm 2014, số sàn máy dầu một cầu, xe màu đen khá là đẹp đấy quý anh chị ạ. Xe đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội 30A 24338. Vâng, với cái chiếc xe này thì bên em Lợi cũng cam kết với quý anh chị đây là một chiếc xe đẹp, không có đâm xô biến dạng ô tô, vỏ kính vỏ đen, máy số là nguyên bản. An ninh pháp lý thì có thể rút hồ sơ cho quý anh chị nào trên mọi miền tổ quốc nhé. Và với cái chiếc xe này thì bên em Lợi cũng có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho quý khách hàng nào mà có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 6-70% giá trị của xe. Tổng thể cho chiếc xe thì em đánh giá là toàn bộ 4 cánh cửa cốp trước cốp sau là nguyên zin. Anh chị em có thể mang ra hãng Ford kiểm tra hoặc là mượn thợ đến để kiểm tra. Nếu phát hiện ra đâm xô tai nạn ngập nước, máy số không còn rồi, nguyên bản thì bên em Lợi sẽ bồi thường 50 triệu tiền đi lại cho quý chị nhá. Đây là toàn bộ cái phần lên sườn của chiếc xe này. Đấy, rất là đẹp. Với cái chiếc Ford Everest 7 chỗ này thì rất phù hợp cho quý anh chị nào mà mua về sử dụng cho gia đình, đi lại khá là tiết kiệm, 6-7 lít 100 cây với cái mức nhiên liệu tiêu thụ. Vâng, xe Ford Everest 2014 sau 6 năm sử dụng thì còn rất là nguyên bản, và toàn bộ xe thì cam kết là đẹp, và bên em Lợi sẽ nói không với xe tai nạn, xe ngập nước, nên là quý anh chị đến với cửa hàng em Lợi thì cũng yên tâm. Và đặc biệt xe thì được một dàn lốp khá là đẹp, bác chủ mới thay một dàn lốp đây, toàn bộ lốp mới có chiếc xe, nên là quý anh chị về cũng không phải lo nghĩ về phần lốp. Xe thì bên em Lợi cũng vừa mới bảo dưỡng lại 4 má phanh thay dầu, nên là quý khách hàng không phải yên tâm về đổ dầu và chạy thôi. Đây là toàn bộ cái phần này, lốp của chiếc xe này. Đấy, lốp la răng này, rất là sáng và đẹp. Lốp rất là dày nhá, gần lốp cực kỳ dày. Và đây là toàn bộ cái đèn pha của chiếc xe, bóng rất là đẹp. Đấy, đèn pha bóng đẹp nguyên zin từ các cái mặt ca lăng. Đấy, và các cái cabo của chiếc xe nguyên bản từ đầu. Đấy, đèn pha hai bên là sáng và đều, zin xịn sò. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác ấn nút chuông theo dõi màu đỏ thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em Lợi về theo năm tháng.
Bên em Lợi cũng nhận mua bán trao đổi tất cả các dòng xe ô tô trên mọi miền tổ quốc. Khi cái khách hàng nào mà có nhu cầu bán xe, alo em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090, hoặc các bác có thể qua địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 948 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Hiện tại thì bên em Lợi còn rất rất nhiều dòng xe 7 chỗ, máy dầu và xe bán tải để phục vụ quý anh chị. Toàn bộ cái phần ba đợt sốc phía sau này, đấy, cảm biến lùi đều rất là đẹp nhé. Chị em có thể xem cái phần ba đợt sốc phía sau nhìn nó đanh và cứng. Đây là, và đây là cái phần gầm của chiếc xe. Gầm thì cơ bản là của bô của xã nó rất là sáng này. Đấy, tất cả các cái phần gầm thì không bị bục mọt gì. Do cái xe thì chạy trong phố phường Hà Nội nên là cái chất gầm của chiếc xe nó khá là đẹp. Nó không như một số xe mà chạy vùng biển hoặc là vùng cuối mặn, nó không được đẹp. Và đây, toàn bộ cái phần gầm em Lợi chạy thử khá là chắc chắn. Cổ bô cổ xả rất là sáng và đẹp. Xe đăng ký biển 30A 24338. Quý anh chị nào mà ở Hà Nội thì xe dưới nguyên biển. Vâng, và sau đây em Lợi sẽ quay vào phần nội thất và máy cho quý anh chị xem. Toàn bộ xe thì được trang bị nội thất ghế nỉ và táp ly 4 cánh cửa đều đẹp màu theo thời gian. Tất cả các cái khung cột của các xe này là nguyên bản, không có đâm xô mà gãy cột nha quý anh chị nhá. Đây, toàn bộ cái phần táp ly này chỉ cánh cửa là 100% là zin. Đấy, và đặc biệt là các cái phần kính của chiếc xe thì đều dán kính 3M và kính thì đều của hãng Ford này. Đều có số 14 theo năm sản xuất 2014 của chiếc xe. Trên tất cả các cái kính của cái xe này thì bên em Lợi đã kiểm tra từ các cái chân trải sàn da này và bậc lên xuống của chiếc xe nó khá là đẹp đây. Các cái phần ốc cột này, tem mác cột này nguyên zin nha quý anh chị nhá. Tem mác cột, ốc cột là nguyên bản. Đây có cái điểm chảy xước, quý anh chị nhìn thấy này. Cái chảy xước này nó không có bả tiết mà nó chỉ có lớp sơn và len sắt luôn. Đấy. Nên là quý anh chị biết rằng cái vật cột này là sơn zin của nhà máy. Đấy. Đây, toàn bộ bóng khí là nguyên bản này, vuông vắn và đều, không bị bung nổ ở cái bàn thờ. Xe thì được trang bị hai bóng khí phía trước, bên vô lăng và bên phụ đều nguyên bản từ đầu. Vô lăng của chiếc xe thì nguyên thủy chưa có dấu hiệu bị bọc lại. Toàn bộ xe sử dụng hộp số sàn, máy dầu. Nội thất ghế nỉ. Quý anh chị nào mà có nhu cầu mua xe 7 chỗ Ford Everest 2014 thì nhanh tay liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090, hoặc các bác có thể qua địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 948 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Đây là cái phần nội thất ghế phía sau của chiếc xe này. Trần của chiếc xe thì khá là đẹp đấy quý anh chị ạ. Xe được trang bị hai dàn điều hòa độc lập nhé. Đấy, dàn phía sau này, núm vận riêng này. Đấy, nên là với Ford Everest thì có 3 cửa gió điều hòa và toàn bộ đều rất là mát. Đây, toàn bộ cái phần vô lăng củ số táp ly bàn thờ của chiếc xe này cũng rất là đẹp. Bàn đạp phanh ga của chiếc xe nguyên zin. Bóng khí các thứ là nguyên bản táp ly, hai bên đều màu nhau theo thời gian. À, toàn bộ các cái phần ốc cột này, ốc bản lề đều zin 100%, chưa tháo lắp. Tay nắm táp ly cánh cửa này đẹp, chỉ cánh cửa là nguyên zin nha quý anh chị nha. Đây là cái cốp phía sau của chiếc xe này. Cốp phía sau không có dấu hiệu bị móp méo gì và tất cả các cốp phía sau đều là nguyên bản chỉ 100%. Toàn bộ cái phần cốp này là dán 3M kính. Trần của chiếc xe đây, quý anh chị nhìn thấy cái trần từ phía sau lên này. Góc quay này thì quý anh chị nhìn thấy cái trần nó rất là đẹp và mới nhá.
Đấy, đây là toàn bộ cái phần là cánh cửa bên phụ của chiếc xe. Đấy, khung cột cánh cửa đều zin 100%. Nội thất ghế nó rất là đẹp nhá. Đây, toàn bộ tem mác cánh cửa này zin xịn sò. Xe được trang bị lên xuống kính điện. Đấy, toàn bộ tay nắm cánh cửa sơn zin toàn bộ. Ghế của chiếc xe đây, ghế này rất là mới, vô lăng. Đấy, toàn bộ xe đây, toàn bộ cái phần máy của chiếc xe nhá. Máy thì cam kết với quý anh chị là máy nguyên zin. Đấy, máy xe sử dụng động cơ máy dầu. Đây, toàn bộ các cái phần máy ốc rất là sáng này. Từ các cái đây, toàn bộ các cái phần chỉ cabo này, nguyên zin, răng ốc đều rất là đẹp. Máy này móc nguyên bản luôn quý anh chị ạ, rất là đẹp nha. Toàn bộ cổ vô bộ xả này sáng đều đẹp. Vâng, và đây là cái tiếng động cơ đang hoạt động đây. Máy nổ rất là êm, không có rung lắc gì. Toàn bộ động cơ máy dầu. Vâng, vừa rồi ông nội vừa giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị các bạn đang xem video một chiếc xe Ford Everest sản xuất năm 2014, số sàn máy dầu. Anh chị em nào mà có nhu cầu nhanh tay liên hệ với em nội qua số điện thoại 0986 265 090. Xin chào và gặp lại quý vị các bạn.